Thưa ngài xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Quả dự lưu đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui trăng, xá lợi tử đáp không thiện hiện. Thưa ngài xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Quả nhất lai bất hoàn A-la-hán đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui trăng, xá lợi tử đáp không thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Địa quả dự lưu có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp không thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Địa quả nhất lai bất hoàn A La Hán có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao chân như của quả dự lưu đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao chân như của quả nhất lai bất hoàn a la hán đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao đìa chân như của quả dự lưu có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao đìa chân như của quả nhất lai bất hoàn a la hán có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao quả vị độc giác đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện Thưa Ngài xá lợi tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa quả vị độc giác, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá lợi tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài xá lợi tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của quả vị độc giác, đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá lợi tử đáp, không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao lìa chân như của quả vị độc giác có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao chí nhất thiết đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá lợi tử đáp không thiện hiện. Thưa Ngài xá lợi tử, theo ý Ngài thì sao? Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá lợi tử đáp không thiện hiện. Thưa Ngài xá lợi tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa trí nhất thiết. Có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao địa trí đạo tướng trí nhất thiết tướng có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao chân như của trí nhất thiết đối với quả vị giác ngộ ca tột có thối lui chăng? xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao chân như của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng đối với quả vị giác ngộ ca tột có thối lui chăng? xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao lìa chân như của trí nhất thiết có pháp nào đối với quả Vị giác ngộ ca tột bị thối lui chăng Xá lợi tử đáp Không thiện hiện Thưa ngài xá lợi tử Theo ý ngài thì sao Đìa chân như của trí đạo tướng Trí nhất thiết tướng Có pháp nào đối với quả vị giác ngộ ca tột Bị thối lui trăng Xá lợi tử đáp Không thiện hiện